Adventure đó chính là cuộc phiêu lưu của chị Gia Đen. Đó, khi mà chúng ta xem thì chúng ta thấy cái cuối họ chúng chị của các bạn ơi. Bây giờ mình cứ ra ngoài đường á, mình thấy ai Gia Đen cái hỏi mình nổi hết ra nhà luôn. Chứ làm gì có anh Gia Đen ngoài đời thật không các bạn? Đó, cho nên là chả có gì phải sợ hết á. Làm gì mà ngoài đời có anh Gia Đen được các bạn ơi, không có gì phải sợ. À, à, anh Gia Đen đâu? Chúng Gia Đen, chúng nhỏ Gia Đen. Thật ra là chúng nhỏ cũng Gia Đen các bạn ơi, nhưng mà họ chưa đen quá cho nên là cũng chưa sợ. À, cái này là màu đen nè. À, còn cái này là màu da nè. Ồ, đó là da bánh mực. À, thì ra là Gia Đen. Và đây là một cái đoạn video mới. Thật ra video nãy họ nó khá là bí ẩn luôn. Thật ra là không ai biết cái đó. Không, thật ra nhiều người biết cho nên là mình cũng biết chứ, đúng không? Còn nếu mà không ai biết thì làm sao mình biết, sao biết được. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá với cái đoạn video mới này của Amanda The Adventure. Và đây chính là một cái tab mà nó đã bị xóa rồi các bạn ơi. Trước tiên vô video các bạn nhìn kia, ở góc trái màn hình. Anh wow, kia còn chị kia. Hai người mắt trắng các bạn. Có khi nào hả? Đây chính là ba mẹ của Amanda Da Đen không? What? Ba mẹ da trắng sao để ra Da Đen? Là ní. Vậy là họ con của ông hàng xóm. Nhiều khi ông hàng xóm Da Đen sao? Sao là có một cái hình ở đây đúng không các bạn ơi? Ba đầu cái chữ này nè, nó ghê lắm. Ai đọc vô là họ sẽ bị nguyền rủa lần. Biết cái chữ gì không? Thôi đừng đọc. Nguyền rủa sao? Ừ ha. Đúng rồi. Đọc chi đúng không các bạn? Nhưng mà mình đâu biết chữ gì đâu. Rồi, xem lấy cái gì đây, cái gì đây. Ồ, vẫn là chị Da Đen các bạn. Nhưng mà có từ này, có từ mới. Cái này vẫn chưa phải là khúc kết của ngày hôm qua đâu nha các bạn ơi. Và sao như mình đang thấy sao tự nhiên cái con cừu này tự nhiên nó đang ôm bụng các bạn. Bộ hở nó đang mắc ẻ hả? Hôm qua cho nó ăn thịt cừu xong rồi bây giờ nó bị đau bụng rồi các bạn ơi. Chị Da Đen là đang chỉ là kêu là ơ, bạn cừu, bạn bị đau bụng hả? Bạn núp luôn đi. Bạn ỉa kia kìa. Cái giọng gì các bạn ơi? Đây là một cái giọng mà nó đã bị nguyền rủa nha. Con cừu biết nó. Thì quan cừu cũng biết nói mà. Nó đâu nói đâu. Vậy là chúng ta phải giải được cái câu đố ở đây. Một cái ấm mộ là hình vuông, một cái giống mộ là hình tròn. Mình xem các bạn ơi. Ủa gì chưa xem thì kỳ vậy? Ok, từ từ nha bạn. Đó, chúng ta đúng rồi, chúng ta khoan một cái vùng đất ở đây. Vậy là chúng ta hiện tại là đang ở cái vùng đất này đúng không các bạn? Mà cái vùng đất này là vùng đất gì cũng không biết luôn. Rồi, chúng ta sẽ đó là quay trở lại chỗ cũ đó các bạn ơi. Hai cái lấm mộ kia nó biến thành hai chiếc cây. Qua chọn đi, chọn cái dấu ích rồi đi. Thôi chọn. Cái gì vậy? Bấm. Anh chưa cho nó chọn mà. Đây. Chúng ta xem tiếng mà bạn. Rồi sao? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa mà sao tự nhiên mình không thấy anh Da Đen nữa đâu vậy? Đây nè. Anh Da Đen đen quá rồi, không thấy nữa đâu rồi. À, đây anh Da Đen đây các bạn ơi. Đây nè. Đây đâu? Đây, áo đen thôi. Chứ chưa Da Đen. Da Đen. Mình nhìn kỹ lại thì ra là mình mới thấy khuôn mặt ở đây. Anh Da Đen ở đây đúng không? Chưa biết là cái cục này nó là cái cục gì các bạn. Ok. Cục shit hả? Cục bánh ấy. Ok các bạn. Mình muốn xem là cái cục này là cục gì các bạn ơi. Ôi, có cái gì nó vừa hiện đây nè các bạn. Đúng không? Có gì vừa hiện đây không? Từ. Cái cây. Cái cây? Ma cây hả? Mình sẽ dùng ba cái này. Mình múc cái này lên các bạn ơi. Mình nghi cái này giống như là một cục đá đúng không các bạn? Vậy là mình dùng cái xà beng này, mình nó nhích cái cục đá này lên. Hoặc là mình dùng cái dây này, mình treo cổ cái con quỷ này. Em phải, cái dây này cuốn. Cột cái con cừu trong cừu nó lôi cái cục này đi. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Rồi còn cái xẻng này đúng không? Cái xẻng để xúc lên các bạn ơi. Sao mình nhìn cái dây này giống như là cái dây treo cổ các bạn ơi. Tự nhiên nó có một cái thòng hình tròn. Giống như là ví dụ như là cái dây này đúng không? Đúng rồi. Nó hình tròn. Cái xong rồi nó mới phồng vô cái cổ này. Đó đúng không? Đây đây. Quên, tí nữa chiếc cổ nó nhỏ rồi. Hay lố. Gì á? Đây có 6 từ. Mình phải ghi đúng. Thế ra để mình suy nghĩ thôi. Vậy là ở đây nó có 6 từ các bạn ơi, các bạn phải họ đoán ra được 6 từ đó. Đó, các bạn đoán ra được cái gì chưa? Treo cổ không? Treo cổ?
Kết quả là cái gì đây? Nhiều khi nó là Wooly. Wooly. Now we can make this up before someone. Only that's enough. Bye. Oh, I can't let you do this anymore. I don't care. Ôi, các bạn ơi, anh cù đã bắt đầu nổi giận lên rồi các bạn ơi. Đó, mặt hơi bị căng nha. Đó. Cái cù mà em cho tao ăn cù đúng không? Thì anh em đã bắt đầu sợ đó các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ là con cù ở cái phần này nó có vấn đề nha các bạn ơi. Cái lúc này nhìn hơi ghê nha. You go out now and destroy them. Go on, whatever. Chỉ còn cứ bên nó. Bay. Nó bay. Ủa, nó bay hả? Nó bay. Tụi nó treo cổ chứ. Sao nhìn nó giống chuột Mickey vậy? Tự nhiên mình tưởng tượng ra chuột Mickey mà để mất. Chuột Mickey trong phi. Đúng rồi. Trời quá là ngon em ơi. You hear me? You can't let anyone help. You hear me? Sắp nữa rồi, chết chút cô cù rồi mấy bạn. Xin lỗi. Hạ tay ra được rồi đó. Bây giờ tự nhiên chúng ta sang một cái video gì mà tối thui vậy rồi. Tự nhiên chị da đen núp vừa sao thấy chị da đen nữa. Thôi chị da đen nghe răng rồi không? Biết đâu được thấy cái răng trắng sao? Nó cạp to. Ủa vậy hả? Đúng rồi, nó cạp quỷ các bạn ơi. Ủa đang soi đi đâu các bạn ơi? Ủa, chúng ta quay chúng cái gì ra? À, đoạn video này nó có thêm một cái đoạn video đi vô rừng các bạn ơi. Con miếng cái cây rồi chị kì. À. Và cái khu vực này chính là cái khu vực mà lửa chài các bạn thấy không? Không, nướng thịt cừu đó. Nè, đây nè, ông này ông chuẩn bị bật cái lửa lên để mà ông đốt tóc ổng nè. Ê, ông hãy coi, ông đốt cái người này chứ. Đốt cái đống củi được không anh? Quên, tự nhiên đốt tóc ổng chi, cũng khổ quá. Ông hò. Ôi. Ông hò hả? À, cái đoạn video này nó bị cái gì? Bớt. Xem anh à, ổng xem ổng đốt nha các bạn ơi. Ê, đây là có một cái từ tiếp. Ôi, cái từ flame. Flame. Flame là lửa. Đó. Chúng ta cùng nhau đốt nào. Đó. Ông làm gì đấy? Ổng bị nghẹt đó. Ổng này, ổng ăn thịt cừu bị nghẹt. Ổng ăn thịt cừu các bạn ơi. Cái khúc này bị gì đây? Cái khúc này What? Xem. Chúng ta sẽ xem tí các bạn ơi. Hứa. Dạ. Sao cứ con gì nó nhổ đó mày ơi. Cái gì mà nghe như Campuchia vậy? Cấp tập quả. Tớ được kết xuất cái là cô. Tớ được kết xuất là Florentino. Cái gì đó mày ơi. Cô Panadon. Panadon hả? Cái băng, cái tát kìa. Ừ, còn thêm một cái băng nữa các bạn ơi. Để chúng ta xem với nhau các bạn ơi. Ừ. Và là cái đoạn băng này nó đã kết thúc rồi các bạn ơi. Họ đã lấy được cái cuộn băng đấy về. Nhưng mà từ. Có một cái khúc video kìa chỗ này. Mình đang xem một cái video một người lấy cuốn băng. Và mình đang xem cuốn băng đó. Và có nghĩa là khi mà mình đi ra ngoài một cánh cửa. Và bên ngoài cánh cửa có một cánh cửa. Và mình đi ra ngoài cánh cửa đó. Và sau cánh cửa ra ngoài đó có một cái cánh cửa ra ngoài tiếp. Và mình đi ra ngoài cánh cửa tiếp của một cánh cửa đi ra ngoài và cánh đi được rồi, đi ra ngoài rồi. Nói chung là mình chỉ cần đi ra cánh cửa. Các bạn muốn mình xem video nào mới thì các bạn hãy để lại comment thật là nhiều. Và các bạn hãy gửi video thì mình sẽ reaction video đó. Và nhớ đừng quên để lại một like và đăng ký để mà ủng hộ mình ra video hàng ngày nha. Và bây giờ thì phải hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.